Argentina nhận thưởng hậu hĩnh sau khi vô địch Copa America đội, chiến thắng giải đấu cặp đội tuyển quốc gia Nam Mỹ sẽ nhận được một khoản thưởng kếch xù. Copa America, giải đấu lần đầu tiên được xuất hiện vào năm 1916, đã có lần thứ 48 được tổ chức tại Mỹ từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, với 16 đội tranh tài để tìm ra nhà vô địch. Vào 7 giờ 30 phút sáng nay, trận chung kết của giải đấu đã diễn ra giữa hai đội bóng xuất sắc là Argentina của Lionel Messi cùng Colombia của James Rodriguez tại sân vận động Hard Rock, Miami. Trận đấu diễn ra giằng co, chặt chẽ nhưng điểm nhấn lại nằm ở chấn thương cổ chân khủng khiếp của M1 không khiến anh buộc phải rời sân trong nước mắt. Cuối cùng, Argentina bảo vệ thành công chiếc cúp Copa America với bàn thắng cuối hiệp phụ thứ hai của Lautaro Martinez. Chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của Copa America, nhà vô địch của giải đấu Argentina sẽ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh từ ban tổ chức. Đội về nhì, Colombia sẽ nhận về phần thưởng là 7 triệu đô, trong khi nhà vô địch sẽ nhận gần gấp đôi số tiền kể trên với 16 triệu đô. Số tiền này sẽ được phân bổ cho các cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện, và tất nhiên sẽ có một phần tiền thưởng được chuyển vào kho bạc của Liên đoàn đoạt cúp, ở đây là La Albiceleste. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL sẽ chia số tiền 72 triệu đô cho tất cả 16 đội tham dự giải đấu, đồng nghĩa với việc mỗi đội sẽ nhận được 2 triệu đô, với việc tham gia thi đấu tại Mỹ hè này. Nếu như các đội tuyển vượt qua các vòng đấu, các khoản thưởng có thể trở nên hấp dẫn hơn, cho đến tận lúc giải đấu chỉ còn 4 đội mạnh nhất bước vào vòng bán kết. Hai đội thua tại bán kết sẽ chơi trận tranh hạng 3, đội chiến thắng, Uruguay, sẽ nhận 5 triệu đô trong khi đội thua cuộc, Canada, chỉ nhận 4 triệu đô. Tóm lại, số tiền thưởng của La Albiceleste sau giải đấu này sẽ nhận được ít nhất 18 triệu đô, và số tiền này có thể còn tăng lên nữa. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể đội tuyển trong giải đấu năm nay. Argentina vẫn giữ được sự khao khát sau khi đã lên đỉnh thế giới 2 năm trước tại Qatar, và cho thấy một bộ mặt lì lợm, bản lĩnh ở giải đấu năm nay.